Chưa bao giờ một đề thi môn ngữ văn học kỳ 1 của lớp 12 lại nhận được sự quan tâm và gây tranh cãi trong giáo viên và phụ huynh như đề thi do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng vừa ra, yêu cầu học sinh nhận định câu "từ bỏ cũng là một lựa chọn". Nội dung đề thi ghi như sau: "Tôi được gia đình và trường học gieo vào đầu mình ý niệm về sự cố gắng theo đuổi chinh phục, nhiều đến mức tôi tin rằng từ bỏ hoặc dừng lại là một điều gì đó rất tệ. Tôi nghĩ mình phải luôn nỗ lực, phải luôn gồng mình, và nếu tôi không đạt được một điều gì đó thì hẳn là tại tôi, do tôi đã chưa cố gắng đủ nhiều. Với niềm tin ấy, tôi đã cố gắng bằng hết sức mình để giành lấy những vị trí cao nhất trong trường học, những cuộc thi thố gần xa. Những năm tháng xuôi chèo mát mái trên ghế nhà trường càng khiến tôi ngây ngô tin rằng chỉ cần bạn có một kế hoạch, chỉ cần bạn cố gắng, chẳng có việc gì là không thể. Nhưng tôi sớm vỡ mộng khi bước ra khỏi môi trường học thuật. Mấy bận bị dồn ép phải đối mặt với những cảnh huống quá sức chịu đựng. Tôi nhận ra buông bỏ cần nhiều sức mạnh hơn vạn lần so với sự theo đuổi, nhất là khi bạn phải buông bỏ những thứ mà xã hội cho rằng bạn cần níu giữ." Trong câu 3 ghi rõ, anh chị có đồng tình với quan điểm buông bỏ cần nhiều sức mạnh hơn vạn lần so với sự theo đuổi. Vì sao? Với đề thi này, nhiều phụ huynh lo lắng khi chia sẻ trên VTC News rằng họ lo sợ các con không hiểu rõ ngụ ý của đề văn. Như vậy sẽ rất dễ dẫn đến việc cổ suý cho cái tôi quá lớn trong đứa trẻ đang phát triển. Chúng sẽ thấy quyết định của gia đình là sai và nó sẽ đi theo cái đam mê của bản thân, và đó là quá nguy hiểm cho tương lai của các con. Bên cạnh đó, áp lực, buông bỏ sẽ khiến các con hoang mang và mệt mỏi. Tuy nhiên, cũng có nhiều người cho rằng cấu trúc đề văn lạ, không theo kiểu rập khuôn của giáo dục Việt Nam từ trước đến nay. Chúng tôi đã có một ghi nhận nhanh ý kiến của học sinh phụ huynh xung quanh đề văn này. Dạ, cũng không khó lắm, nhưng mà gây bất ngờ. Đề văn thì cũng bình thường. Cái này thì nếu mấy bạn mà có học bài thì không, nhưng mà hơi bất ngờ là cái đề theo nghị luật xã hội. Nếu mình cảm thấy mà khó quá, mà mình thấy khó quá, không có đúng có khả năng mình, thì mình đang bỏ để lựa chọn cái điều. Nên là con mình cứ nó thích ngành môi là chọn để đi ngành đấy, mình không ép nó được, mình ép nó mà nó không học vô cái môn đó rồi phải, là nó học. Giờ mẹ biết con đi học ngành y, con thích mình ra mẹ cứ ép con đi, nó cũng cái con đi học để cho theo cái ý của mẹ, mà nhân xa thì con đi cái con đường của con là con đi cái ngành của con, còn con vẫn học. Mà thăm mình cũng buồn, nó đi học cái ngành đó là nó ước mơ nhỏ giờ. Đó là suy nghĩ của các em học sinh và phụ huynh. Còn với giáo viên thì sao? Chúng tôi đã liên lạc qua điện thoại với hai giáo viên và được họ cho biết ý kiến. Tôi là giáo viên dạy toán và dạy địa lý ở phổ thông, nhưng tôi cũng rất quan tâm đến các vấn đề xã hội, các cái hành vi lối sống của học sinh. Vừa rồi tôi có đọc bài báo nói về cái đề văn. Thế thì theo quan điểm của tôi là thế nào? Hồi xưa khi tôi đi học, tôi cũng rất cố gắng, cũng rất chăm chỉ, cũng vươn lên để đứng đầu lớp, đầu trường. Và tôi không hối hận về cái điều cố gắng đó, bởi vì kiến thức phổ thông rất là quan trọng và có nhiều cái bổ ích, như cũng cần trong cuộc sống. Ít nhất là nó là cái công cụ để cho mình vào đại học, là một cái kỹ năng để cho mình tự học, và có rất nhiều kiến thức cần thiết trong đời sống, từ vật lý, hóa học, sinh học. Cho đến giờ tôi vẫn rất thạo theo kiến thức đó mà không quên. Nói là để có cái chuyên dùng cái kiến thức đó để so sánh, để mà làm giàu, để mà đòi hỏi người khác thì cái này chưa đủ. Ngoài kiến thức sống đó, kiến thức phổ thông đó, các em cần phải có kỹ năng sống, phải biết vươn lên, chứ không phải là thấy mình học giỏi nhưng mà sau này trong cuộc sống chưa thành công thì lại đổ ra lại thấy là mình dại dột, buông xuôi. Điều ấy là không tốt trong cái tư duy của con người. Thế thì theo quan điểm tôi là các bạn với một cái đề văn như thế thì có phần nào đó gieo đến cho học sinh một cái tư duy hơi nguy hiểm, hơi tiêu cực từ cái ý nghĩ buông bỏ.
khi trả bài, giáo viên hết sức quan trọng là phải định hướng cho học sinh về cái khía cạnh tiêu cực của cái nhận thức, sự buông bỏ, để tránh học sinh tiêu cực, nó sẽ sống tiêu cực, và điều đấy là không tốt. Thì hãy định hướng cho các em là phải phấn đấu không ngừng để thực hiện cái mơ ước, cái hoài bão của mình, chứ không phải là buông bỏ theo cái quan điểm là buông xuôi, bỏ hết, đạp cổ. Mọi sự cố gắng, mọi sự phấn đấu đều được coi là vô ích, chỉ đợi gì là rất là nguy hiểm. Đấy. Một xã hội thành công là phải sự cố gắng không ngừng của mỗi người. Một cái này là cái mà chúng ta phải dạy học sinh. Nên cái đề văn này thì theo tôi thì cần nhấn mạnh đến cái yếu tố tích cực của sự phấn đấu và cái tiêu cực của cái tham ý buông bỏ. Tôi nghĩ là học sinh đấy thì con nít nhỏ ấy, nó cũng có lười biếng á. Khi mà mình cổ xí phải buông bỏ, mà mình cổ xí không đúng á, thì nó cũng sẽ vinh vào cái đó để làm biếng đi chút đỉnh là cũng có chứ không phải là không. Nhưng mà cái việc giáo dục á, nó từ bé đến lớn nên thì được khuyến khích là mình được chăm chỉ, mình phải suy nghĩ đến những cái việc tốt, mình phải hành động hết sức mình vân vân. Thì không thể nào mà tới lúc này tự nhiên nghe có người buông bỏ được. Buông bỏ đây chỉ là một cái thái độ sống để giữ một cái sự an hòa trong cái tâm hồn của mình thôi, giữ một cái sự cân bằng trong con người của mình. Rõ ràng nếu hiểu đúng và hiểu tích cực từ buông bỏ thì định hướng cuộc sống sẽ đi theo hướng tích cực. Thế nhưng với nhiều lập luận như vừa rồi, liệu các em học sinh lớp 12 có hiểu đúng ý nghĩa câu văn trên? Quả thật, câu chuyện giáo dục luôn là đề tài nóng đối với mọi người, vì thông qua các câu chuyện, bài học từ ghế nhà trường, thế hệ trẻ con em của chúng ta hoặc sẽ có đủ tự tin và bản lĩnh bước tiếp vào con đường tương lai phía trước, hoặc sẽ tự huyễn hoặc về mình để rồi trượt dài trên con đường đời.